xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Bao TV. Anh em mình vừa phát hiện ra một bảo tàng mọi người ạ. Nó gọi là ổ cá. Siêu nhiều luôn mọi người ạ. Không cần mang lưới, không cần mang đồ gì đây cho mọi người xem này. Hôm nay anh em mình đã đi bắt cá nhưng mà nghe có vẻ hơi gai. Phát xem có lưới nào xuống không. Đây cho mọi người xem cá đấy nhá. Nhìn đây này. Nó phải gọi là siêu nhiều luôn. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Dưới này nữa này. Đó, cá ở đây mọi người biết tại sao có cá ở đây không? Đây là một cái rãnh nước chảy thẳng lên trên kia nhá. Dưới kia là hồ lớn và nó bị mắc cạn ở trên này nhá. Bây giờ mình sẽ xuống test phát xem bắt được con nào. Này mà hút nhỉ. Đưa cái rổ Nguyễn này, đưa anh cái rổ. Bọn nó ăn thịt nhau rồi. Hớt phát được trăm con. Hớt phát được trăm con á. Ui giời. Nhiều nhiều kinh điển luôn. Anh em ạ. Nó lặn. Lặn với cậu. Nhưng mà sợ gai. Ở đây là khả năng. Ui giời. Nhìn dưới kia kìa. Zoom zoom lên. Cơ. Dày luôn. Toàn cá là cá. Phần sâu không đã? Ôi nông. Ui hồi ui. Tao vừa đá vào con gì ấy. Một hớt được khối tép sâu dầu này. Ui cái này. Chất trắng. Chất trắng này kho ăn ngon lắm nhá. Chín chua ngon lắm. Lấy cái gì đứng. Có túi được không? Ui chục. Kiếm cái xô ấy. Kiếm cái xô nó đưa chết anh ạ. Đây, em xuống với. Đây, kìa, te vào chỗ bác hùn rồi. Hả? Ui, 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 tao vừa dặm gì con cá gì ấy. Ui, nhiều lắm anh em ơi. Tát. Mày tát không? Ông nhiều lắm này, đúng rồi. Ông nhỏ đẹp luôn. Ê, cái đám này kiểu gì có cơm của cá. Ui, cá to lắm. Cá to mà. Đúng rồi, giúp con cho anh em đi. Cá to. Đây, xuống đây, xuống đây. Ui, rồi, này, thò giống hớt bậy được cả cá luôn này. Ừ, bỏ này. Bóng này. Nếu mày, hôm nay để quay cái ống này. Quay được. Dồn nó lên trên. Anh bảo này. Cá chục. Bây giờ nhá. Anh bảo này. Bây giờ bỏ hết đấy đi dồn. Dọn bỏ gai đi. Xong rồi lấy cái lưới đấy. Vét thẳng nó lên trên. Chuẩn không? Ui, nhiều lắm. Nước chỉ đến đầu gối đấy anh em nhá. Có tạt được không? Không cần phải tạt đâu. Bây giờ mình dọn bỏ cái gai này đi. Nhắm lên bờ. Xong rồi vét. Đưa con dao xuống đây anh em ơi. Dao đây. Nhắm cái chết trắng nhá. Ui. Bắt đầu dọn từ trên đi. Cá gì đấy nhỉ? Hả? Thì nó sặc bùn. Ui. Tổ lắm. tao nó vừa lau qua thân tao luôn. Hả? Ui, to lắm. Mình dám này. Ui. Cá to. Con cá gì? Ui này, nhìn này. Ui kìa. Đây là con ấy. Nhiều lắm. Ui. Nguyên ơi. Bây giờ chịu khó một tí, đấy cái này vứt lên bờ. Lấy cái dao để chặt cái đấy. Lấy dao đi. Kéo lên. Ui, quái bất khủng ở đây để làm cái gì thì biết. Người ta đánh mất quái. Đâu rồi? Đây. Ra rồi. Châu Phi chui vào chết hết rồi. Ôi nhiều lắm. Úi, nhìn ra cái chân. Đây, con cá to. Ném hết lên bờ đây. Con cá vừa chạy qua chân em. Tí nữa hắn bắt dồn một phát lên trên. Đấy đi. Dọn dần gai lên bờ đi. Máu đệ sẽ test hàng. Ở đây bên này con to này, nhìn thấy đầu chưa? Thấy đầu chưa? Mày hớt phát. Ui giời, ắt được hai con. Được hai con. Còn mấy con nhỏ nữa. Hai con to. Chết bằng phát nữa. Lên bờ từ từ. Để tao. Đến lượt tao. Anh em nhìn nhá. Cũng được có hai ba con. Này khả năng không phải đấy. Không phải tiền mở này. Đây, anh phải phát này.
Ui rồi ôi, ui rồi ôi, đấy, cái xô đựng. Thôi, không, bây giờ mình không hớt nguyên nguyên lấy xô đây nguyên này. Ấy à, thôi, lấy xô đây. Hớt một lúc để xem được bao nhiêu cá đấy nha anh em nhá. Hố này nó siêu nhiều cá luôn. Thế nên anh em mình quần một lúc là nó sẽ nổi hết lên. Đấy, đấy. Này, anh cứ anh đây, 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 đây. Anh nhặt cái rổ lên xô phát nó chạy sang đấy. Dần dần một tí đấy nha. Nhớ. Giá năm cú luôn. Đây này bên đây nhiều. Chém được cái rổ em hớt phát. À, hớt nốt phát để dọn đồ. Ui trời. Bên kìa. Ui trời. Bên kia kìa. Đấy. Ui. Đây đó. Thôi. À, để đấy dọn bỏ cây đã, dọn rác đã. Ui là khóc trời. À bây giờ anh em mình sẽ tạm dừng để dọn rác đã nhá mọi người nhá. Vâng. Hớt vải một tí mà được từng này. Dưới đồng chạy dưới bùn đó. Thôi kệ nó. Bây giờ dọn rác đã. Có lắm. Có con to mà. Lấy đồ cho nó ra bắt một phần trời luôn. Nhắm hết cây cối lên bờ đi. Một xúc nhẹ nhàng. Cái con to thì nó chạy được nhưng con nhỏ này. Dọn hết đã. Dọn hết đã. Ôi trời. Còn nữa. Từ từ thôi. Không có bắt lắm đấy. Nó con anh cô ơi. Từ. Lên đây đi. Quay nó đi. Con to à? Nó con đấy. Ui giời. Kéo nó ra mất. Một con đâu. Từ nhá. Xô. Từ. Xô đâu. Lấy cái tải lên lúc nào. Xô cái gì? Nó nhảy ra đấy. Lấy cái tải. Còn đâu? Còn. Giúp trong bùn đấy, nhiều trong bùn lắm đấy. Mấy con này trong đấy chắc chắn nhiều. Ủa giúp nhỉ, đâm bùn bùn dài lắm, làm gì con gái. Hai con rồi nhỉ, mấy con chạy ra trước rồi đấy. Một con chạy phóng ra đằng sau mày mà. Thôi được, bỏ đấy, tí nữa dọn. Mà thôi kệ nó, cho nó mò đi. Được một con thì anh em nhá. Một con sụp. Đấy là mình bảo có cá to mà. Ôi. Hôm trước bọn em được một con to hơn này. Bọn nó lại chửi mình chết. Ok, phát này anh em mình sẽ làm một mẻ xem sao nhá. Thôi đừng, giúp coi em, mày phải đi vào hẳn mép bờ ấy. Ở đây, anh cười, co vào đây, anh co luôn đấy. Rồi, không có gì đâu. Giúp coi, đừng có đi trước thế. Đừng đi lên bờ. Hả? Đây, co hẳn vào đây, bắt một mẻ trước á. Đấy, không. Chơi một mẻ lớn luôn. Chơi một mẻ lớn luôn. Đấy, mày lấy tay mày xua nó ra ngoài nè. Đây, bên cho anh Cường này. Nổi trắng rồi. Nhiều lắm. Nổi trắng đâu cả. Ôi, có chộp đây ơi, có chộp cái đậu tay ơi. Anh nhâm dơ hẳn cái đầu lên trước thì nó chảy vào người em. Ai, cây này. Từ nhá. Ừ, nó đâm ấy. Nó bùm bùm có tay đâm bùm bùm mà. Như kiểu vét. Ấy. Tí nữa khéo nó đâm. Yeah, nó chui này. Lọt. Rách. Lọt à? Ui. Rách. Ui, rách cho nó bịt lại. Từ chậm thôi để. Nó chui hết trong đất. Ui. Rách dài rồi. Hả? Nó nhiều quá rồi. Kệ, cứ để lên đi, không mất mấy đâu. Lại chấn gì xong lại cái. Ui, không, to đây. Mình cứ đẩy qua thôi, tí nữa mình lại đẩy lại phát nữa. Mình bắt mấy mẻ cơ mà. Lại chấn. Đây là đang viết cá nha mọi người nhá. Ui, dày quá rồi. Không, chưa dày đâu, đẩy tiền kìa. Cho nó dày hẳn đi, làm một mẻ siêu to khổng lồ này. Ừ, lúc đẩy chân ấy. Ui. Bố vào mấy chỗ dạy đi. Bố vào chỗ dạy nữa. Đây. À, đấy, bỏ bớt rác đi, ném ra đằng sau, nó sẽ đỡ. Ném lên bờ ấy.
Đấy, ném lên bờ luôn. Tí nữa mình lại vét lại thân nữa mà. Sờ vào cần cá. Một... bá tà đây đấy, đủ cả làng ăn đây đấy. Chậm chậm nữa đạt đây. Ui. Đạt chua chua như anh Cường ấy. Cho đấy chảy. Đúng rồi, vớt vớt bỏ cái rác này đi. Ui, bây giờ nhiều ấy. Vớt bỏ rác đi. Cứ dồn nó lên. Nó nhỏ quá. Cái lưới nhỏ quá. Không biết đấy mà đem cái lưới. Ui. Anh phải dẫm cái lưới ở dưới xuống nhé. Anh dẫm á. Nhanh dần viết xác mà. Mẹ lại cái sách, viết xác cho sạch. Tí nữa ra. Còn như đang bơi cơ. Ừ, xong rồi. Bắn đầu đây nhỉ. Anh cứ khoái, nhấc nhấc cái lưới mép mép bọn này lên như thế này. Chia nó, thế, nhưng mà thế. Ui. Ui. Nặng mùi rồi, sắp tắt lên đến tôi nông rồi. Cố gắng. Nặng mùi. Ui, vớt bỏ cái rác này đã. Anh chìm nữa không rồi, lại mấy rồi. Ui, vớt con bùn lên rác này nặng lắm. Lưới của anh em mình hơi thô sơ anh em ạ. Nhưng mà vẫn được cá mà. Vẫn được cá. Ôi đấy. Mấy con sộp đâu nhỉ? Đây có một con này. Ừ. Rồi bây giờ dìm để bắt đi. Ui nhìn này. Ui con này to này. À cho chị này. Nó để lấy xô đây, lấy xô đựng cá. Úp vào đi. Úp vào bờ đi. Úp vào bờ bên này cho sạch nhỉ? Úp bờ bên này sạch nhỉ? Không, đừng dồn giữ nó lại luôn. Giữ nó lại. Đây, để anh kéo nó lên đây. Đấy, dịch lên đây cho nó nhỏ đi. Giữ nó lại đây là nó dồn hết cá đây rồi. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ bắt trên đây. Trên này là... kia rồi. Đổ nước đi. Lấy xô nhỏ đấy. Lấy cái rổ. Chụp vào đấy xong rồi đổ nước. Ô, con rô phi to ra như thế nhỉ? Anh nhâm dưới chỗ này nữa. Dì bố phải xuống đây bắt này. Làm cá. Bỏ sổ nhiều phổ bắt. Em phải bỏ. Bỏ rồi. Ây à. Lấy cái cây cắm xoáy này. Coi. Lấy cây cầm xuống này. Con gì? Đây. Có sổ à? Ui, con rô phi to đấy. Nhiều lắm, 4 năm con em chạy mất rồi. 4 năm con sổ vậy. Đấy. Nước đồng ngon này. Sổ đâu? Đi. Sổ ra mấy con sổ nhé. Đã hết rồi. Thế thì con sổ nào đâu nhỉ? Cái gì bảo có sổ. Có sổ bắt được rồi đấy. Nhưng mà nó chạy 4 năm con đấy. Vừa bắt được một con. Bắt bằng tay anh ạ, cho đỡ bắn. Đỡ đuổi đầy. Đây. Mày. Nhảm rồi. Như kiểu đấy. Con này là to nhất luôn này, dùng phi xuệ này. Dùng phi xuệ này. Con đỡ vừa ở đây xong. Ôi dã man. Kìa, con này con đi. Cái tép trắng này ngon lắm này. Ôi, mày phải làm một xô. Thôi bỏ những con nhỏ đi. Anh em đi bắt xô lên, rồi xô cái này. Ây à. Tay dúi này. Ui, đây quá, con xê này. Ôi, thối, xê mất. Nhìn như mổ, cái chắc này. Đánh ngại lắm á. Không phải bắt con bé nữa đâu. Đây. Nhiều làm gai. Hơi nhiều gai. Cái sộp nó nằm im lắm. Ấy. À rô phi. Sộp nó lao ra bắt nó rạch luôn đấy. Để xem bắt con gì thì mỉ sộp à. Con đấy. Sộp nằm im lắm. Cái to nhà tôi nó dán nhỉ.
Ủa, cái cá rau dâu này làm lòng sạch, cá cá chua ấy nè. Tính chua. Ủa, bộ cái bò này lại nổi trắng này. Không cho làm cá chua, cá chính ăn ngon. Bộ, kêu nó quẩn được. Cá sấu, cá sấu. Thế con tỏ sẽ đi dồn lại phát nữa. Ừ. Chờ phát nữa không? Chờ phát nữa nhỉ? Làm cái sạch nhưng mà cái lưới này nó kia quá. Bây giờ ghét bỏ cái dồn phát có cái bùn với cái đấy lưới. Không, lấy cái dây anh, đan cái cây vào dưới làm một cái giường kéo. Chộp. Ấy, chộp căng lưới lên. Dặm xuống nhá. Không, con sộp. Nó lao hắt mọng chờ anh mà. Dâu này dặm xuống. Sộp mà. Sộp đấy. Dặm xuống thì nó được. Mày mày cái chân đấy. Căng lưới lên luôn đấy, lao hắt quả. Lao căng mọng này. Không phải không? Sụp. Em ở trên này nhìn rõ không? Rô đồng với cả con rô kia. Nó đông đây. Vâng ạ. Rô đồng chạy mấy. Rô sụp con sụp đã, bắt con sụp đã. Gần bằng con vừa nãy ấy. Kéo nhảy đi. 200 củ. Đây. Ôi trời! Con mẹ nó! Sao bọn này không căng lưới lên chắn đấy? Đẩy ơi! Căng lưới lên! Nó đâu rồi? Qua đây à? Thùng ngay đây! Anh ơi, coi nó bắt được con nào? Anh sờ anh đe rồi. Nhiều lắm. Nó ở chính, nó ở trong cái chỗ đặt thợ săn này. Đặt thợ săn mò nó phục ra mà. À, lấy cái rổ ấy. Nó phục ra úp. Được, mình nhanh lắm. Ừ, lúc nãy đón đầu ấy. Úp mẹ mà. Nó lao ra đây, úp qua rồi này. Có mấy con sộp ngon thì không bắt được anh em ạ. Dồn lại đi. Nó giúp ở trong cạn ấy. Dồn lại. Kéo rồi. Ở trong nó mắc hùm đưa hàng tải ấy. Dồn lại thì bây giờ cũng không bắt được nó ấy. Có con giáo phát nào ra ngoài rồi. Có con giáo phát nào mà phát cái đấy ngon. Ừ, phát. Về mày cắt. Ấy kìa, sổ kìa, một con chết rồi. Đặt nó săn, bắt cá hơn bắt chuột. Ấy, từ từ, đi. Cầm đấy. Ê, không con chơi rổ. Đấy, lấy tay mà tóm. Tóm được cả, nó tóm đầu, mấy đầu thì tóm, nó tóm hết rồi. Chắc phải dọn cái này kẹo một phạm nữa. Nó vẫn vào đấy. Mình đừng chụp gì, cứ mình đạnh đồng nó lấy mà. Mình phải đi không. Trên bờ không phải đi xuống. Bọn này là nó nằm đây lâu rồi, rồi làm phần nữa thôi. Đấy, ơi, tính tỏ trong này nhẹ nhiều ấy nhờ. Đàn cá con ấy nhờ. Chắc nó vào đậy nó ấp. Thế mà còn có bố con về. Có, lúc em chạy mấy con ấy. Lúc này chạy 5, 6, 4, 5 con nhỉ. Ôi, đậy lại không con chụp nó phập ra. Má. Treo giải ở đây, ba con sộp đấy nhá. Con 200 củi. Ở đây được con sộp to hết rồi này. Ừ. Con đầu tiên cũng ở trong góc đấy đấy. Nó nằm sâu đến bùn rồi. Bắt người nữa được thì... Ui, có một con. Còn một con đây. Được anh. Đấy đấy, đấy. Bắt được rồi. Được rồi. Đấy. Cứ nhược. Nhiều đấy chứ. Nếu đặt tao săn mỏ qua rồi mà. Vẫn còn nhỉ. Có người nó lại chuẩn rồi. Tôi ra chứ. Nó còn ở trong rác mà. Sộp nó ra lẩn rất là kỹ nha anh em nhá. Đặt mẹ lên đây. Ôi. Khó đấy. Từ từ. Ê. Caramel xúc động này. Đấy, đưa rổ đây, đậy nó lại. Sao ra đây à? Ra đây nè. Nó tự hơi làm gai nhỉ. Gai thì thật sự ấy, nói. Ôi, con này to quá. To nhỉ. Ấy à. Con này đâu ấy nhỉ? Nó ra mẹ rồi. Kêu kêu cái hang nào của cá chê ấy. Ngay này được quả chê tan. Cái đoạn dưỡng nó... Kìa, tôi lấy cái bên ấy, cỏ này ở đây xong. Để nó cái chân ra một bên. Nó lên cái chặng trên này, sổ vậy. Nó lên hết. Gai lắm á. Gai. Nó lao trên kia con nữa, tự nó nằm á, giờ nó khô rồi. Từ sáng bên kia cõng nhỉ? Từ chân. Con phòng dưới đây con bé cả. Bé. Ở đây có con này đang. Nó chơi một cái tấm. Thơ này con. Cái này con này con này. Dựng gì kìa. Đấy đấy. Được kìa. Ừ, được kìa. Con nằm sổ đây trong đất. Cái kế ổ đấy. Đấy, cái kéo bên kia về hàn tải.
ấy. Anh em nhìn thấy chưa? Nó còn hơn giỏi ấy. Thế mình nhìn dáng cái này ra sao? Thấy chưa? Như giỏi. Kia còn to mà. Còn to lắm. Còn to nhá. To lắm. Bây giờ mình sẽ xuống tít dưới kia để mình dồn lấy cây đập dồn nó lên để xong bắt đầu vét một phát ở đây. Kinh. Cái dầu dầu ấy. Dầu dầu đấy mới ngon nhỉ. Cái đấy làm thính trụ ấy. Anh nghe em bường kia đi đỡ gầy. Hả? Vườn này rộng lắm. Vườn này rộng lắm. Ừ. Rộng. Sáng bờ bên này. Nhém dép hôm trước nữa. Ừ. Kìa đâu con chép à? Hả? Con vàng vàng này. Đầu vàng vàng này. Ôi kìa. Đây này, cái con đầu vàng vàng ngay đây này. Chọp chọp này, nhiều con chép con này. Chọp chọp. Như giỏi. Con chép này nhỏ này. Nhục nhục. Gái em này. Anh đập mạnh ở trong góc là góc ở đây sụp. Ừ, bây giờ dài lắm. Chưa có cái cống. Dao đây này. Dao này. Cái lỗ to vậy thì cháu vào một cùng rồi. Anh để em cắt cái lỗ một cục nhé. Đừng thở nhé. Thở là nó nghe thấy đấy. Đây chạy dần lên đây. Chỗ kia mới rổ hớt phát từ nữa. Cần. Cái gì? Nó kịch nước rồi. Đấy, quét em một lỗ chỗ kịch đây, tí em mó. Làm một sộp này cần rưỡi. Mấy con kia chưa chạy được đi đâu đâu. Sộp ở đây há mồm ra phát có cái ăn luôn. Đây là cô lua chả thấy bạn thấy nhỉ. Ui này nó lên bắt đầu lên đây. Cục thua cá bay lên cả bờ. Hả? Đấy đang lên đấy. Ôi lên nhiều luôn. Kiểm cái cây, thời gian đường lên này xuống rồi, chỗ này có dài rồi. Lên đâu? Lên mà, đây này. Anh tiến lên một đoạn nữa không anh khua. Còn cái cây nào nhỉ, vứt cho anh Nguyên đứng bên này khua cùng anh Cường. Đây, nó bơi qua đây rồi. Trời, nó cứ tụ ở chỗ kia kìa. Ủa, tụ ở bên dưới anh một tí ấy. Ủa, nó to. Dưới chân đặt cho săn nhớ đây chứ. Anh đập ấy, tiệt tiệt, mạnh à. Lấy ra đập thì cứ cười quá. Trong cái chỗ đấy, trong chỗ đấy. Chứ mà anh ấy, ui nhiều ấy. Thế hơn mà cái cây hang nào anh ấy rút đất vào ấy. Bốc như bốc cát luôn. Mình vẫn dùng cát lại luôn rồi.
Lưới ra, lưới ra. Chưa đến lại em à? Ờ. Ui, nó lại quẹ chụp cái nhiều quá. Ui, cái sỏi ấy cửa. Nó làm sao mà hết được, sao mà lên hết được. Nó đầy luôn rồi. Lưới đây, lưới đây. Anh cứ vậy em chốt ngắt quyết định. Bỏ anh ngang một quán. Con lại chạy chạy. Quay vào đâu khác còn bắn đấy. Rồi. Rồi. Ok, lưới lưới lưới. Chạy hẳn lên trên, chạy hẳn xuống dưới. Cái mùi gà đấy. Có, cào lưới ra. Cào lưới ra. Mày khoáng bỏ hết, mày khoáng cay đi. Thôi 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 thôi. Nhặt bỏ hết gai ra đây. Ôi, thùng lại chạy. Đây đây đây. Cho mới răng. Đấy, phần đấy dưới. Thì đừng răng thì bắt quái ngang, lưới chạy xuống. Ui, răng đấy, đấy răng. Hả? À, Nguyên cover ở giữa, ở dưới này. Nguyên này. Nguyên ở giữa rồi. Đấy, răng thì bắt quái đây. Này mang lưới cá tép ra mà đánh làm thính. Ấy, dưới bố cầm 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 cái đầu này đi. Cái đầu này cầm. Đấy. Dưới chân ấy, dưới chân. Vượt rào, vượt rào. Vượt rào. Vượt rào. Từ 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 từ. Từ 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 từ. Đến cái gì? Chân nó nạp. Từ từ thôi, vượt, à, Duyệt, từ từ thôi. Từ từ để cho anh cứ... Duy bố phải đi ngang cùng à, kia. Đi ngang với Nguyên kìa, đi ngang anh này. Để dìm được cái chân ở chỗ Duy bố xuống. Ôi, em toàn vít chỗ này nó kia mà. Ui, chắc chắn quá. Thì anh... Đồ làm ăn của chảy này. Rửa sạch đi. Để em, bên em toàn cao bùn thì nặng lại tưởng lên này. Rồi mẹ một mẻ vào 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 bên dưới gốc đi. Không thì nó thoát mất đấy. Nhổ lên góc rồi. Thắt lên bờ luôn đấy. Chỗ này làm gì mà sụp quá. Rồi lên đường đất rồi. Không sụp thì chạy ngay. Ê. Nó nằm im lắm. Nó nằm dưới bùn nó sụp. Rồi vét vét vào xong chỗ mé xô nhá. Để anh cua phát sang bên xô nhá. Anh cứ qua cầm cầm chỗ này, chỗ này, chỗ này. Ôi khối, làm to rồi. Bốp bước ra ngoài, ngoài đi. Bốp bước ra ngoài đi. Đây em ở đây em đạp đáy ở chỗ này. Rồi rồi. Đi bốp bước ra ngoài đi, để bắt. Ui. Dây kẹp trắng rồi. Tụt tụt hết chỗ này rồi anh. Ngửa anh ơi. Ui. Ui, để thế thôi bắt đầy trong ấy. Đặt xuống, đặt xuống. Ui nhiều ấy. Cắn cả một mắt rô phi nữa. Đây cả con. Mấy đi mất đấy. Mấy đi cả lớp cả đấy nhỉ, cái chỗ đồng nhỉ. Không có con sụp nào nhỉ. Có hết xuống dưới. Bắt cả tét đây. Mấy đây mắt. Cái gương đưa đưa rồi. Con nào to thì bắt này. Bế bỏ. Nhặt. Con này này nhặt được không? Ui. Rồi nhặt là gì? Tín nữa rồi. Hút ra không. Không nào nhặt bữa cả tép này gì. Cháu ít ít dí à? Cái to này. Thế mà hút một tiếng là hết sạch. Nhưng mà khó bắt sộp rồi. Bùn gắn gai nó rụng. Chụp bể lắm. Thôi, thế rồi. Thôi, đi xuống bắt chụp đi. Xuống bắt chụp dưới kia đi. Chụp đâu rồi? Đấy. Chụp đấy, chụp đại lại. Em đây, em đây. Nhưng không xin được con chụp kìa. Đại đó. Ê, chụp dưới này bắt chụp. Chụp gì cũng có đây. Ui, cả tép của mắc. Tép này khó ngon. Ấy, chạy đi đâu sói.
Hay là tát. Được à, lưng trô rồi nhá mọi người nhá. Đấy là mà không muốn bắt đấy, không buồn bắt. Bây giờ đi tìm cá sộp đã. Tại vì bắt rô phi nhiều quá. Ôi đây, ổ cá to đây. Chả bắt rô phi cũng chả ăn hết phí. Nó để ra để... Ôi, ôi, chụp. À, chơi, chơi, chơi. Đấy, em bảo. Từ. Gì, anh em ở đây. Nhưng mà ổ cá to ở đây mà, có thể nó còn đấy nhá. Đây, nó còn đấy. Đâu. Từ rồi. Chúng coi răng chân thế. Nhắm mà. Ý thì bỏ qua. Sộp hay chê? Sộp. Sộp nhìn đâu sộp mà. Đâu rồi, ra chưa? Chưa. Đừng có lót. Anh để coi nhiều hơi, lúc nãy coi nhiều hơi. Đây này. Anh Nguyên có đạp trùng lưới đâu. Lúc nãy để coi quá, mãi mới rồi. Còn đấy, cứ mò đi. Con kiếm đi thôi. Ủi dưới này lên ạ. Nào, ủi phát hết này. Từ. Bắt rồi. Mất rồi. Ừ. Nhanh lắm. Rút nhanh thật đấy. Thôi, này đâu. Mất à? Tớ, một trời ơi, tôi thấy như vừa chạm một quán cà phê con nhé. Đâu, ôi. Đây này, vua ở đây trong này. Không, dài ngang thôi mà. Bắt sộp có bắt bằng đuôi vậy. Chán. Thôi rồi, đi xuống dưới kia bắt sộp tiếp. Rú vào cái lưới cho cá tép không sống hôm nào thì bắt. Ui, sống cái gì sống nào đấy. Sau đây mình sẽ thể hiện chiêu bắt cá cò mổ. Anh em nhìn. Cá nhiều. Lúc nhúc hơn giỏi. Nó vẫn nhanh lắm anh em ạ. Chỉ sợ vô và gai thôi. Anh vô trôi dày cái gì ở chúng. Chỗ này chỉ cần hớt phát lên là đây. Chúng đây mò cá sộp anh em ạ. Ui, một con to. Phát tác. Rô phi bé anh em mình không chậm bắt nữa nhé. Bắt nhiều quá chán rồi. Bắt cá sộp ăn ngon hơn. Hớt phát lên bờ chắc đây luôn đấy. Lúc nay thả không phải vét đi bắt tay còn được cá to hơn. Nếu có sổ không đấy. Ủa, chết bà nó rồi, phí thế. À nó chưa chắc chết đâu, băng băng nó cứ đậu thôi đấy. Sụp lên bờ, nó còn chết. Cá bò đây lên bờ này anh em ơi. Này, lóc bò lên này. Kiểu nó muốn xuôi nhưng mà không có nước nữa. Chứng tỏ ở trong này nó đầy sụp chết. Sáp. Thầu dầu. Trong con chê này sống không? Hả? Đấy, sống đấy. Đấy, chê ngon đấy. Lấy cây xô đấy. Lấy xô, Dũng ơi. Sống đấy. Đây một con sụp nha anh em nhá. Chúng sẽ bắt con cá chê trước này. Nó đang rúi để đi này. Bắt được to luôn. Sống à? Nhìn cái giờ tương chết nhỉ. Ai mà chết. Gần chết rồi. Vẫn còn nhớ chưa chết đâu. Cái giống này nó nằm trên bờ thì còn xuôi người đó nhá. Nằm trong bùn được mà. Lấy cái gì được nhỉ? Xô đâu? Với lại lấy xô cái. Con sụp đây nhá anh em này. Nhìn này. Ruồi nó bắt đầu bâu rồi nhá. Ruồi thì Đưa tặng cho nó đạt cầm đi. Cầm nó đánh ngạnh. Chê nó đánh ngạnh. Cầm xô trong này cái xô nhỏ không được. Làm nào nhỉ? Đập chết vào nhá. Thôi đừng. Đừng. Tím lâu mình nướng mà. Đi ra ngoài tắm rửa đó. Hai thằng nào lên bờ lấy. Kìa Nguyên kia mà. Nguyên đây. Cầm xô sang đây này. Nhắm lên được. Sang đến nơi.
À, đi đường trên này. Có con sộp này. Sộp phải chê đấy. Sộp. Đấy, chút đấy. Con mẹ nó. Đưa đây, bỏ tay, bỏ dao đi. Thôi, bỏ dao đi, bỏ dao đi. Vẫn nằm đấy đấy. Chê mẹ, nó nhanh. Chê nốt thế nào? Chê nốt thế nào nhỉ? Chê. 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 Hai con chê. Con chê to thế. Mình bảo con chê mà lại các ông cũng bảo sộp. Ừ, đấy, thấy chưa? Hai con chê ngon nhé. Nó khỏe cực chứ, nó bò lên bờ mặc dù ruồi nó la bọ rồi. Trong ơi, gấu đầy. Trong này gấu đầy. Đéo phát được rồi. Phát xong phát được. Ồ, phát được hai con chê là ngon lắm rồi. Bái, khỏe khỏe hấp bái ơi. Ném lại nữa. Anh cứ tưởng sộp chứ, nằm im. Cho tí nước vào số ấy ở đâu dậy. Đặt một tí nước rồi. Dậy hết. Nó mất. Cho cái lá vào. Đi thôi. À, đi đường vòng đấy, kiếm cái rổ nhá, hay cái gì đấy để chê cái. Kiếm cái cây rụng nó xuống. Thì gặp cái con bò lên trên kia là con chê đấy. Chê đây toàn bò lên đây. Ồ, bò nhanh lắm. Thôi đi lên nướng đây. Chỗ này có sổ không? Đã mò đâu? Chưa mò à? Chưa. Mò thôi, mò thôi. Muốn hôm sau bắt rô phi nhiều ạ, vét lấy một cái hố ở chỗ kia kìa. Buồn tính không có đâu. Thôi đi, lên thưởng thức chiến lợi phẩm đã anh em ạ. Làm hai con chê là ngon à. Đấy, xòe tố bài chiều. Không phát. Ê. Thằng này không phát thì lâu chê. Đấy, đặt đặt cả chê. Đặt cả chê. Tí thưởng riêng cho một con và một cốc bia. Không phát. Một cốc là anh em không có một uống đâu. Có mua một lít. Một lít thôi. Không phát. Đặt cái bình 2 lít. Ui, ui, gì đấy? Bác quái đặt một tí mà nó rút vào đấy. Ôi, chết. Đó. Ôi, ôi, rồi. Con trong nữa. Đó, cho mày dừng. Ây, dạ. Mẹ, cái này còn hiệu quả hơn này nhằm mình đấy. Con này ngon. Dừng. Dừng. Lấy cái số. Lấy cái gì đựng? Tí nữa về đặt hai cái dọc này luôn. Ui, chả bùn bát cá nữa anh em ạ. Lấy mấy con to nướng. Lấy mấy con to hả? Mà chả phải lấy được, nhưng mà để trong này là nó chết hết. Thôi thế thả ra. Thôi người ta đi tắm. Ui, người ta bỏ rồi, cái này bỏ thì bao giờ rồi. À, phóng sinh ra để hôm sau nếu mà anh em mình có bắt thì bắt tiếp nha anh em nhá. Ôi con này to này. Con này xì. Bắt đi. Nghe nó lại làm nhau ơi. Thấy. Nhiều mà mắt. Ôi, cái này mở mất rồi. Đấy, bây giờ anh mới dồn xuống mà giữ lại. Ui, thế này bằng một xô chứ kìa. Ừ. Bằng một xô, cái này vết làm gì chả biết này. Xem con nào to. Em thả thật nha. Cứ bắt em mà em thôi. Xòe đây. Hả? Có xòe mà. Xòe bế mà. Thả nha. Thôi cho nó sống thì... Ui. Cái này không ăn hết rồi. Em bắt về cho ai thì cho. Đây con xòe này. Thả nhá. Thôi thả đi. Đi mai tao lại bắt. Đi. Lên đây đây. Ok nha anh em nha. Bây giờ sẽ tiến hành đốt cá. Anh em mình không bắt nhiều tại vì cũng không ăn được mấy nên là đốt ít thôi. Bắt rồi ăn đủ thôi mọi người ạ. Ấy da. Bảo tồn. Đốt không mổ nha anh em nhá. Lấy đâu rồi đâu. Còn nước cạn hết nước đi lại đầy dòng mà. Xuống đầu này. Ăn chê tìm được than nhỉ? Ăn chê được than. Hai con chê được than nướng nhá mọi người nhá. Đẳng cấp luôn đấy. Đấy. Chế đồng. Đây đúng là chế đồng. Suối. Đây này. Chắc thịt. Đây. Ăn hết con cá dính này không nướng. Đây phải sờ. Bắt cái buột lắm. Thôi ra đây mặc câu bình thường. Hôm nay em thấy người ta câu nhỏ. Mà nó thèm lắm rồi đây này. Vào. Đến rồi nha mọi người nha. Ok anh em ơi. Đây là
nướng nguội nhanh cực luôn rồi nhé. Cứ cho vào đốt lên chín ngọt lít luôn đấy. Cho sang bên này cho con này chắc ngon này. Đưa cho em cho hai người chị. Đây, đặt cà chê vào đây. Cà chê này nó rất mát này. Ok. Đó luôn cà chê vào đây nướng. Chị chị. Đặt cái vát. Đấy, cho con kia lên. Đặt ngang rồi. Được, không biết giải quyết như thế nào. Rồi. À, cà chê cũng sẽ nướng mọi luôn nha anh em nha. Nướng ngoại luôn, còn là đấy cắn lên. Bỏ, bây giờ bỏ lửa đi, bỏ lửa đi. Nhá mày bỏ lửa đi. Kéo cây ra là được. Kéo mất lửa thôi. Bỏ nhiều đi cho nó cháy cháy tí thôi. Rồi. Ê, đi đây. Chén ơi. Chén em ngon. Thôi, rồi bắt đầu đến rồi anh em, ta chén nhanh lên. Đi làm lý trước rồi. Đây. Vào đây nào mọi người nha. Nhanh bố ơi, ruồi nó đến. Dì bố ơi. Ui, ăn kẹo với rau má nha mọi người nha. Ê. Ui, ê, chữ ê kéo dài. Vẫn còn sống. Sống. Sống mọi người ạ. Bọn này ăn tận cá kép rồi. Ruột đó. Ruột cá to đây. Ruột to anh coi rồi. Đâu, anh chưa cho anh cá to rồi. Mời mọi người ạ. Ăn một cá to đi. Ruột bẩn lắm, đừng ăn. Đang cá tép ấy. Ruột nằm trong bùn, lắm bùn thôi. Mời tất cả mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Ui, cui. Nếu mọt. Đúng đấy. À. Đây, giờ đây. Hôm nay là một buổi bắt cá cực kỳ vui anh em ạ. Đây là cái lòng, lòng với cá sột nhá mọi người nhá. Đây, rau má rừng nhá. Ừ. Hai con cá chê mới ngon. Bỏ lắm. Ruồi không kịp đến. Nó bay ruồi con gì. Cá chê công em phát hết đấy. Khả năng clip này mình sẽ xin phép kết thúc ở đây. Tại vì thời lượng video cũng khá là dài rồi. Để cho anh cameraman xuống. Chiến tí không hết mất. Tụi đấy đáp. Cá chê mới ngon. Cameraman tụi đấy đáp. Hôm nào ở dưới đằng khu đấy còn có một dòng suối nhỏ ở bên dưới. Hôm nào anh em mình sẽ đợi nước cạn để ra bắt tiếp nha. Hôm nay là nó vướng nhiều móc hùng quá, thế nên là không thể bắt được hết cá sộp, bắt được nhiều cá sộp cả. Hẹn mọi người hôm sau nhá. Chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người.